Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, hôm nay thứ Hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021. Trong chương trình thời sự hôm nay có bài Quyết tâm chống dịch và bài Phát động phong trào thi đua thanh niên làm chủ biên giới giai đoạn 2021-2023. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị, vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2021, ngày hội sản phẩm ô cốp và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành phố năm 2021 sẽ chính thức được khai mạc tại quảng trường phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, Đến nay, các gian hàng, khu tiểu cảnh và các khu liên quan đã được hình thành. Ngày hội sản phẩm ô cớp và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành phố năm 2021 do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch, văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc triển khai thực hiện. Diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Ngày hội ô cớp được tổ chức với quy mô gần 150 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề, các tổ chức xúc tiến thương mại thuộc 23 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó có thủ đô Hà Nội, sản phẩm tham gia ngày hội tập trung các nhóm sản phẩm ô cớp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản đặc trưng và nhiều sản phẩm tiềm năng khác, thực phẩm, ẩm thực, đồ uống, thảo dược, giải, may mặt, nội thất, trang trí, lưu niệm và dịch vụ du lịch nông thôn. Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động khai trương khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô cấp, sản phẩm đặc trưng của 4 tỉnh thành phố. ABCD Mekong tại siêu thị Thứ Sơn, giao thương kết nối giữa các doanh nghiệp tổ chức tham quan các khu điểm du lịch của tỉnh, khai thác tour du lịch đường sông trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ban tổ chức hy vọng thời điểm tổ chức ngày hội ô cớp rơi vào cuối tuần gần với thời điểm diễn ra lễ hội với bà chúa xứ núi Sam sẽ tạo nên điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong ngoài tỉnh khi đến với thành phố du lịch Châu Đốc. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phương Vĩnh Mỹ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Phương Dĩnh Mỹ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có đồng chí Quỳnh Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc, cùng 55 đại biểu chính thức đại diện cho 3.012 hội viên phụ nữ trong phường. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Vĩnh Mỹ đã đoàn kết phát huy tiềm năng nội lực của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng thiết thực, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, không ngừng nâng cao vị thế của người phụ nữ, tích cực xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Hội phụ nữ phường tích cực tuyên truyền vận động khuyến khích hội viên phụ nữ phát huy truyền thống dễ dàng và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội như phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin tự trọng trung hậu đảm đang. Bên cạnh đó, hội tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn quyền lợi của phụ nữ. Qua đó, hội đã thành lập 8 tổ ống heo tiết kiệm, thành lập 3 tổ cắt may khẩu trang, đã phát 6.215 cái khẩu trang, 427 xà bông và phát 1.448 tờ bướm về phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, hội khai thác có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ hội viên dây thông qua nhiều chương trình cho dây, từ ngân hàng chính sách xã hội đến nay, Hội quản lý 6 tổ, 342 hộ dây, tổng dư nợ là 12.208 triệu đồng, cất mới 7 căn máy ấm tình thương, hỗ trợ 8 chị khởi sự kinh doanh. Phát quy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Vĩnh Mỹ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động để dẫn động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng. Hàng năm, giúp ít nhất một hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo một hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát cận nghèo. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện. 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân mua bán người trở về được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. 80% phụ nữ khuyết tật được hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, thu hút hội viên tham gia tổ chức hội. Trên tinh thần đoàn kết dân chủ trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 là 11 đồng chí, bầu chính đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Tế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026, đến tham dự có bà Đặng Thị Bảo Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dĩnh Tế đã chủ động sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá, bảy nhóm chỉ tiêu và ba nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã thành lập 10 tổ ống heo tiết kiệm, qua đó đã tiết kiệm được 210 triệu đồng, giúp cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, dây phát triển kinh tế. Hội kết hợp trường trung cấp nghề mở 9 lớp đào tạo nghề cho 270 học viên, giới thiệu trên 675 chị em có việc làm trong và ngoài địa phương. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho 249 hội viên, dây với số tiền trên 7 tỷ đồng. Duy trì hoạt động thường xuyên có hiệu quả 12 tổ hùng vốn xoay dòng, một tổ phụ nữ cùng ngành ngày may cất mới 6 căn nhà máy ấm tình thương với số tiền 195 triệu đồng và trao tặng 32 suất học bổng cho trẻ em vừa khó học giỏi. Trong nhiệm kỳ đã giúp cho 16 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu chín đồng chí vào ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dĩnh Tế lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Tế tặng giấy khen cho hai tập thể, sáu cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng ngày 16 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận phường đã báo cáo tình hình kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Theo đó, tổng số người được giới thiệu lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là 46 người. Những người được giới thiệu ứng cử đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân và được sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác và cư trú. Trong quá trình hiệp thương lần 2, đã có 9 ứng cử viên có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, ba, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Phường cho Phú A thống nhất lập danh sách chính thức gồm 37 người ứng cử, trong đó ứng cử viên nữ tỷ lệ là 49% ứng cử viên ngoài đảng là 13,5%, ứng cử viên trẻ đạt 70%. Về trình độ chuyên môn, các ứng cử đều đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách 37 người ứng cử Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường sẽ gửi biên bản hội nghị và danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường về Ủy ban bầu cử thành phố Châu Đốc theo quy định để chuẩn bị tổ chức niêm yết danh sách người ứng cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc với ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc với ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện dự kiến từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 năm 2021. Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú B tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Phường Châu Phú B đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Kết quả 100% cử tri thống nhất giới thiệu các đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân Phường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 43 người. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba với tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm cao, 100% đại biểu đã thống nhất danh sách chính thức 41 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đại biểu nữ là 18 đại biểu, đạt tỷ lệ là 43,9%. Đại biểu trẻ là 29 đại biểu, đạt tỷ lệ 70,73%. Đại biểu ngoài đảng 7 đại biểu, đạt tỷ lệ 17,07%. Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề đoàn kết sáng tạo vượt khó phát triển và tăng cường đánh giá kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, sự tham gia của công nhân viên chức lao động và công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hoạt động như tổ chức ngày hội công nhân, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn vệ sinh lao động các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra thanh tra về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các hoạt động sự kiện chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động hướng vào chủ đề nội dung của tháng hành động. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Đối với chương trình 75.000 sáng kiến dự khó phát triển, mỗi công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố có ít nhất một sáng kiến thuộc các lĩnh vực đề ra. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc thông qua hoạt động tháng công nhân năm 2021 nhằm tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân viên chức lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, phường Châu Phú A đã cơ bản hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng thời gian quy định của luật bầu cử. Đồng thời công bố thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh phường và 11 khóm để bà con cử tri nắm thông tin và biết đến để kiểm tra. Phường Châu Phú A là một trong năm phường có số cử tri đông nhất của thành phố, có gần 22.237 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 5 đơn vị bầu cử, gồm 11 khu vực. Trong quá trình niêm yết, nếu nhận được phản ánh của nhân dân và cử tri về việc thông tin số liệu có sai sót, tổ bầu cử các khóm sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin để ủy ban bầu cử phường điều chỉnh bổ sung kịp thời. Tính đến thời điểm này, các quy trình của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được phường Châu Phú A tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ để cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra thành công, đúng luật định. Trong đó tổ chức tốt hội nghị ra mắt tiếp xúc cử tri, các người ứng cử, thực hiện tốt công tác giám sát bầu cử. Các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các cấp các ngành đoàn thể phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để cử tri trong địa bàn tích cực tham gia bầu cử, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một cuộc điều tra lớn hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện, thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước GDP, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương GRDP năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia, cập nhật thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc, so sánh, phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội, làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo. Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin về những dạng đơn vị điều tra, lao động và thu nhập của người lao động, thông tin về người đứng đầu, lao động của cơ sở, thu nhập của người lao động. Kết quả chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra. Đối tượng điều tra gồm các đơn vị ngành kinh tế trên địa bàn, gồm cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến, sử dụng trang web hoặc phỏng vấn trực tiếp. Tổng điều tra kinh tế chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Giai đoạn 2 thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế sẽ được công bố trong tháng 12 năm 2021, kết quả chính thức sẽ được công bố trong quý 2 năm 2022. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Châu phối hợp chi đoàn khối đảng xã tổ chức tặng thẻ bảo hiểm y tế cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dịp này có 37 đối tượng là người già yếu, học sinh và người bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được tặng thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho những người khó khăn lại càng mang nhiều ý nghĩa, giúp họ giảm phần lớn chi phí khám chữa bệnh trong năm. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, khối dân dận phường tổ chức hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác dân vận quý 1 năm 2021, kế hoạch phát động thi đua công tác dân vận năm 2021, kế hoạch phát động phong trào thi đua dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới với 8 nội dung thi đua là tham mưu cấp ủy, các cấp sơ kết tổng kết các văn bản của Đảng về công tác dân vận, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nghị quyết đại hội đảng bộ quyện và cơ sở công tác dân vận triển khai các văn bản mới có liên quan đến công tác dân vận thực hiện nhiệm vụ thường trực của ban chỉ đạo tỉnh về quy chế dân chủ ở cơ sở quy chế phối hợp công tác vận động quần chúng và ban chỉ đạo công tác tôn giáo phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị công tác nắm tình hình nhân dân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh theo chủ đề năm 2021, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới theo Ban An toàn Giao thông thành phố Châu Đốc, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2021, các lực lượng chức năng công an thành phố Châu Đốc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trên địa bàn thành phố Châu Đốc, qua tuần tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản 110 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 31 xe mô tô, 2 xe ô tô, 33 giấy xe mô tô, 44 giấy xe ô tô, nhắc nhở 99 trường hợp, đẩy đuổi giải tỏa 36 hộ buôn bán hàng rong lớn chiếm lòng đường, tạm giữ 86 trường hợp mua bán lớn chiếm lòng lề đường, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 31 trường hợp xe mô tô, 40 xe ô tô, tước giấy phép lái xe 7 trường hợp. Cùng thời gian này, Công an thành phố tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn hai trường hợp, vi phạm nồng độ cồn. 0,25 đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở và hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg trên một lít khí thở. Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm đối với các hành vi nguy hiểm thường dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển xe trong tình trạng say rượu bia, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe mô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường làn đường, vượt không đúng quy định, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Thành phố Châu Đốc có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng địa bàn để tìm cách đưa hàng lậu xâm nhập qua biên giới, giao sâu trong nội địa nhằm tiêu thụ kiếm lời. Trước thực tế đó, xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra kiểm soát liên ngành phòng chống buôn lậu trên địa bàn thành phố được 7 cuộc. Qua kiểm tra chặn dừng xe mô tô, biển kiểm soát 67K1, 3590, phát hiện 300 bao thuốc lá hiệu Nexon, người điều khiển bỏ chạy, tiến hành bàn giao tăng vật phương tiện cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, qua kiểm tra, tạm giữ 15 thùng mỹ phẩm không có quá đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ xử lý theo quy định của pháp luật. quý các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh An Giang thực hiện rất quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh. Đến nay An Giang chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19. Trước diễn biến dịch bệnh rất phức tạp ở nước láng giềng Campuchia, tỉnh tăng cường các giải pháp kết hợp công tác dân vận để thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân chống dịch. Những ngày trung tuần tháng 4, con đường tuần tra biên giới như dài thêm bởi cái nắng gây gắt của buổi trưa khô khốc. Trên tuyến biên giới dài khoảng 100 km của tỉnh tiếp giáp với Campuchia, lực lượng kiểm soát căng mình phòng chống dịch liên tục suốt hơn một năm qua. Hầu như nơi nào trên tuyến biên giới cũng hàng in dấu chân của lực lượng chống dịch với 187 tổ chốt kiểm soát cùng hơn 1.300 người, gồm các lực lượng, biên phòng, quân sự, công an, dân quân tự vệ và sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Thực sự là hàng rào sống giúp kiểm soát biên giới và đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tính đến ngày 13 tháng 4, Bộ Y tế Campuchia đã ghi nhận thêm 181 ca nhiễm COVID-19 mới, hầu hết trong cộng đồng nâng tổng số ca nhiễm cả nước là 4.696, trong đó có 33 ca tử vong từ khi xảy ra dịch bệnh. Đáng nói, trong 4.696 ca thì có 4.160 ca liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20 tháng 2. Chính quyền thành phố Phnom Penh, Campuchia đã thông báo kéo dài lệnh giới nghiêm ban đêm từ 20 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, thêm 2 tuần, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 vì chưa cắt được chuỗi lây nhiễm mới. Hiện tình hình dịch bệnh tại Campuchia đang diễn biến phức tạp. Người dân sinh sống tại Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Do đó, An Phú cũng như toàn tỉnh mà trọng điểm là năm địa bàn biên giới tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch dưới nhiều hình thức, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan, không lơ là. Quyện tập trung khuyến cáo những gia đình có người thân sinh sống tại Campuchia tổ chức lễ hội đón Tết cho Nam Khmer tại nơi sinh sống, không qua lại biên giới trái phép, phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo các xã thị trấn nơi có đồng bào dân tộc thiểu số chăm Khmer sinh sống, đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra các sự kiện lễ hội tôn giáo. Hiện tất cả 14 trên 14 xã thị trấn ở huyện An Phú tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát vào ban đêm nhằm kịp thời ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Tôi rất cảm động khi các xã thị trấn phát động cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân dân tham gia tuần tra ban đêm và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Nếu tất cả chúng ta ai cũng quyết tâm chống dịch cao độ sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh từ bên kia biên giới. Hưởng ứng phong trào toàn dân chống dịch, đồng bào dân tộc thiểu số chăm trên địa bàn huyện An Phú cùng người dân toàn tỉnh tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh, giải pháp 5K của Bộ Y tế. Ông Max Salé, Giáo cả Thánh đường Hội giáo Chăm xã Nhân Hội An Phú, Phó trưởng ban đại diện cộng đồng hội giáo Islam tỉnh An Giang chia sẻ: Việc tổ chức các nghi lễ tôn giáo đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh thực hiện nghiêm giải pháp 5K, đặc biệt chúng tôi thường xuyên tuyên truyền bà con đồng bào nâng cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh, nhất là đối với người lạ mặt, kịp thời tố giác trường hợp xâm nhập cảnh trái phép. Theo ghi nhận của chúng tôi, ý kiến chống dịch của người dân được nâng lên rõ rệt thông qua việc tăng cường tuyên truyền của các cấp ngành địa phương một người dân ở xã Vĩnh Hội Đông thông tin, bây giờ chỉ cần nhìn thấy người lạ mặt là chúng tôi rất dè chừng, sẵn sàng báo ngay cho công an xã để tìm hiểu rõ. Trong tình hình này, chúng tôi phải hết sức cảnh giác mới được. Có thể thấy, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được An Phú triển khai đồng bộ xuyên suốt từ huyện đến các ấp trên địa bàn, tăng cường phát động phong trào toàn dân chống dịch, thành lập đội phòng chống dịch bệnh lưu động để thường xuyên kiểm tra xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Lũy kế đến nay, huyện đã tiếp nhận 3.820 người, số người đang cách ly tập trung trên địa bàn huyện là 111 người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú Trần Hòa Hợp đề nghị tất cả các xã biên giới và trong nội địa tiếp tục phát huy tinh thần toàn dân chống dịch với quyết tâm quyết liệt hơn luôn sẵn sàng chủ động thực hiện đầy đủ tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường vận động đồng bào các dân tộc tôn giáo chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu phòng y tế trung tâm y tế huyện tham mưu ban chỉ đạo huyện thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nhất là trong giai đoạn mùa khô và giao mùa nắng mưa để đảm bảo cuộc chiến chống dịch lâu dài. Quý vị và các bạn vừa nghe bài quyết tâm chống dịch Thưa quý vị và các bạn, để phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng và hải quan ở khu vực biên giới giúp các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn An Giang và tuổi trẻ địa phương nơi các đơn vị đóng quân. Tỉnh Đoàn vừa phát động phong trào thi đua thanh niên làm chủ biên giới giai đoạn 2021-2023. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Phát động phong trào thi đua thanh niên làm chủ biên giới giai đoạn 2021-2023. Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Võ Thị Thủy Tiên, đối tượng tham gia thi đua là cán bộ chiến sĩ trong tuổi thanh niên, các đơn vị lực lượng vũ trang, hải quan trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới cán bộ đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới. Về nội dung thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh theo đó các đoàn viên thanh niên là lực lượng vũ trang hải quan sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia dấu hiệu đường biên giới quốc gia đứt liền mốc quốc giới xung kích thực hiện các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn diện lãnh thổ lợi ích quốc gia và an ninh chính trị khu vực biên giới tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của tỉnh Vi phạm các hiệp định hiệp nghị về quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, tham gia hỗ trợ các chốt chặn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới, tích cực tuyên truyền người dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang hải quan tích cực tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai hỏa hoạn dịch bệnh tìm kiếm cứu hộ cứu nạn bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái bảo vệ lợi ích quốc gia ở khu vực biên giới tăng cường các hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân hai bên biên giới góp phần xây dựng biên giới hòa bình ổn định hữu nghị hợp tác cùng phát triển tiếp tục đẩy mạnh và nâng chất hoạt động các cụm đoàn kết nghĩa giữa các đơn vị đoàn trực thuộc tỉnh đoàn với các đồn biên phòng trên tuyến biên giới và đoàn thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Tập trung đổi mới việc giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, yêu chế độ, lòng tự hào với truyền thống dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng cho cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động nghĩa tình biên giới biển đảo, chương trình Xuân biên giới Tết hải đảo, tháng 3 biên giới và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và đơn vị, chủ động đấu tranh phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực hiện phong trào thanh niên làm chủ biên giới, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trong tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, tội phạm buôn lậu gian lận thương mại và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tập trung tuyên truyền có chiều sâu trong nhân dân và giúp cho nhân dân nhận thức hơn về chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về vấn đề biên giới. Thông qua phong trào thi đua thanh niên làm chủ biên giới giai đoạn 2021-2023 nhằm kế thừa và phát huy truyền thống dễ dàng của dân tộc, truyền thống anh hùng của quê hương An Giang trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, tiếp tục đưa phong trào tuổi trẻ giữ nước của đoàn thanh niên phát triển lên tầm cao của trí tuệ, niềm tin, lòng dũng cảm, và tinh thần quyết thắng, nâng cao ý thức của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Chị và các bạn không chỉ trưng bày quảng bá giới thiệu hàng hóa độc đáo của An Giang. Ngày hội sản phẩm ô cớp và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành phố năm 2021 còn là nơi kết nối sản phẩm của nhiều địa phương trong nước, có cả thủ đô Hà Nội. Sự kiện này diễn ra tại thành phố Châu Đốc từ ngày 22 tháng 4 đến 25 tháng 4 năm 2021, dự kiến sẽ tạo thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan. Đa dạng hàng hóa Thời điểm sau Tết Nguyên Đán đến lễ hội cấp quốc gia dưới bà Chúa Sứ Núi Sam từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, rất đông du khách đến với thành phố Châu Đốc nhằm tạo thêm điểm nhấn phục vụ du khách và người dân trong khu vực. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo tổ chức ngày hội sản phẩm ô cấp và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành phố năm 2021, gọi tắt là ngày hội ô cấp giao trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư phối hợp sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở công thương sở văn hóa thể thao và du lịch văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và ủy ban nhân dân thành phố châu đốc triển khai thực hiện ngày hội nhằm quảng bá thương hiệu giới thiệu trực tiếp sản phẩm nhất là sản phẩm ô cớp hàng hóa đặc trưng của các địa phương đến khách tham quan người tiêu dùng du khách trong nước và quốc tế khi đến với thành phố du lịch châu đốc đây không chỉ là sân chơi cho các doanh nghiệp An Giang mà còn là nơi đồng hành cùng các tỉnh thành phố trong cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư, trưởng ban tổ chức ngày hội ô Cớp, cho biết sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021 tại quảng trường Phường Châu Phú A và ba tuyến đường Chi Lăng, Bạch Đằng, Thủ Khoa Nghĩa cùng thuộc Phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Ngày hội được tổ chức vào thời điểm cuối tuần, gần giới kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, nên kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khách tham quan. Ngày hội ô cấp có quy mô gần 150 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề trong và ngoài tỉnh, hàng hóa từ các tổ chức xúc tiến thương mại, các đơn vị được giao chủ trì triển khai thực hiện chương trình ô cấp mỗi xã một sản phẩm thuộc 23 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Theo ban tổ chức, các gian hàng được bố trí thành 4 khu, trong đó khu chính thực hiện trưng bày triển lãm sản phẩm ô cấp An Giang và các tỉnh, thành phố, quy mô khoảng 40 gian hàng, tập trung giới thiệu sản phẩm đạt ô cấp, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm có triển vọng đạt đến ô cấp và sản phẩm dịch vụ du lịch của tỉnh An Giang đồng thời giới thiệu sản phẩm được ô cấp, sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm có triển vọng đạt đến ô cấp của 4 tỉnh thành phố trong cụm liên kết ABCD Mekong, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp. Giới thiệu sản phẩm đạt ô cấp, sản phẩm khởi nghiệp và sản phẩm có triển vọng đạt đến ô cấp của các địa phương. Nhiều hoạt động phong phú đối với khu trưng bày các sản phẩm đặc sản dùng miền quy mô hơn 20 gian hàng, tập trung giới thiệu các sản phẩm đặc trưng địa phương của các tỉnh thành phố trong cả nước. Trong khi đó, 11 quyện, thị xã, thành phố của tỉnh An Giang được bố trí khu vực hơn 20 gian hàng để giới thiệu những sản phẩm đặc trưng đến du khách gần xa. Một khu vực khác không thể thiếu là khu không gian văn hóa ẩm thực với khoảng 14 gian hàng. Khu này sẽ thỏa lòng khách tham quan khi giới thiệu các món ăn đặc trưng nổi tiếng của các địa phương trong tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho biết, nhằm tạo sân chơi cho các doanh nghiệp và du khách đến với ngày hội ô cấp, sẽ có nhiều hoạt động vui tươi ý nghĩa được triển khai thực hiện. Trong đó, ban tổ chức cho xây dựng tiểu cảnh dường qua ô cấp các tỉnh, thành phố, nhằm dinh danh một số sản phẩm ô cấp tiêu biểu của các tỉnh, thành phố. Xuyên suốt thời gian diễn ra ngày hội ô cấp, sẽ đang xen tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chương trình biểu diễn cộng đồng, giao lưu trực tiếp với người tiêu dùng, biểu diễn văn nghệ hàng đêm. Theo đó, chủ đề các đêm giao lưu là tìm hiểu về ô cớp, khách tham quan còn được trổ tài đoán giá sản phẩm ô cớp các tỉnh, thành phố, tìm hiểu về ẩm thực du lịch An Giang. Dự kiến, lễ khai mạc Ngày hội sản phẩm ô cớp và hàng hóa đặc trưng của tỉnh, thành phố năm 2021 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 4 tại quảng trường Phường Châu Phú A. Trước đó, vào lúc 14 giờ tại siêu thị Thứ Sơn, thành phố Châu Đốc sẽ khai trương khu trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cớp, sản phẩm đặc trưng của 4 tỉnh thành phố ABCD Mekong, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp. Cũng tại siêu thị Thứ Sơn, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 4, sẽ diễn ra hội thảo trao đổi một số giải pháp phát triển sản phẩm ô cớp giao thị trường An Giang. Dịp này, nếu đại biểu và du khách có nhu cầu, tỉnh sẽ tổ chức tham quan các khu điểm du lịch trên địa bàn, khai thác tour du lịch đường sông thành phố Châu Đốc, kết hợp khai thác du lịch tại các làng bè. Ngày hội ô cấp cũng là dịp để doanh nghiệp các tỉnh, thành phố kết nối giao thương, tăng cường hợp tác để cùng nhau phát triển. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Hấp dẫn ngày hội ô cấp năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.